Tính đến nay, ban tổ chức chương trình khởi nghiệp đã cùng đồng hành khởi nghiệp với hơn 150 nhân vật trên cả nước. Rất nhiều nhân vật đã thành công và thu lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời là nhân tố hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân tại địa phương. Tuy nhiên, cũng nhiều nhân vật đã bị loại khỏi chương trình do không nghiêm túc thực hiện các quy định mà chương trình đề ra. Thay vào đó sẽ là cơ hội cho những nhân vật mới. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ tiếp tục khảo sát hai nông hộ mới, tiếp đó sẽ khảo sát lần thứ hai với nông hộ Trần Văn Lập tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đầu tiên là nông hộ Nguyễn Thị Thủy tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Với diện tích 4 hectare, số vốn 170 triệu đồng, chị Thủy đăng ký tham gia chương trình với mô hình nuôi tôm. Chị Thủy sinh năm 1990, được học hành và từng có một công việc ổn định mà nhiều người mong muốn. Thế nhưng 3 năm trước, chị lại đưa ra một quyết định táo bạo, đó là bỏ việc về làm nông dân để thả cá, trồng cây, nuôi lợn gà. Trước đây thì mình học cao đẳng sư phạm, chuyên ngành là giáo dục tiểu học, thì có đi làm được một năm thì về thì cũng cảm thấy là nhà thì có sẵn lũ ao rồi, nên là bảo là thôi ra làm kinh tế mới thì có về chăn nuôi, bỏ nghề thì về chăn nuôi, nuôi lợn gà, lại nuôi cá. Sẽ từ bỏ nuôi cá, nuôi lợn để chuyển sang nuôi tôm. Bản thân chị cũng sẵn sàng chờ đón mọi khó khăn của công việc này một mình để chồng chị có thể tập trung vào công việc khác. Trừ khi là điện đóng thì có khả năng là vẫn phải nhờ đến đây ấy, còn lại việc cho ăn hoặc là chăm sóc hàng ngày thì chắc là mình có thể làm đương được. Nhân vật Nguyễn Thị Thủy là một nhân vật khá là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là chị đã từng là một giáo viên dạy cấp 1. Niềm đam mê về sản xuất nông nghiệp thì chị đã bỏ nghề giáo viên và quay sang đi học thú y để về phát triển mô hình của mình. Và ngay cả tôi cũng như là chuyên gia thưởng đây cũng đang rất là háo hức muốn gặp để xem là nhân vật này như thế nào. Chị Thủy ơi! Đây là nhà chị Thủy. Đây là chị Thủy. Nhân vật. Xin chào chị. Hi, chào em. Em chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Ngay sau khi gặp mặt, chuyên gia thưởng đã yêu cầu đi khảo sát khu ao nuôi của gia đình chị. Với diện tích 3 hectare ao vườn, gia đình chị đã làm 2 ao nuôi, mỗi ao có diện tích 1 hectare. Các ao được đào sâu hơn 2 mét so với mặt bờ, và chị muốn thực hiện nuôi tôm trên chính những ao này. Thưa chuyên gia thưởng là vừa rồi thì chị Thủy chị có nói là mỗi một cái ao này của chị thì diện tích là 1 hectare. Trong khi đó thì nuôi tôm thì thông thường tôi thấy là chúng ta phải chia ra làm nhiều các ao nhỏ. Vậy thì theo chuyên gia là với những cái ao như thế này thì gia đình chị cần phải xử lý như thế nào? Để nguyên hiện trạng này thì chắc chắn là gia đình mình sẽ không thể tham gia chương trình được. Đấy. Thế thì nếu mà muốn tham gia chương trình ấy thì chắc chắn là gia đình sẽ phải bỏ một cái số tiền là tương đối lớn để đầu tư lại toàn bộ ao chuông. Mình sẽ phải bố trí lại tất cả toàn bộ hệ thống ao. Thế nhưng mà ý gia đình, ý tưởng gì của gia đình như thế nào? Em thì cũng đang có ý định là sẽ ngăn đôi cái ao to này ra. Và ao ngăn đôi cái ao to này chia làm các ao nhỏ. Thì khi mà mình nuôi thì sẽ có khả năng là sẽ tránh được dịch bệnh. Bởi vì là một ao bên này nếu bị bệnh thì ao bên kia mình có phương hướng hơn. Dự định là vậy, thế nhưng diện tích ao là 1 hectare và có độ sâu chừng 2 mét thì riêng việc cải tạo lại sẽ yêu cầu một khoản chi phí san lấp ngăn ao khá cao, nhưng đó cũng mới chỉ là một phần chi phí phải đầu tư. Cái thứ hai là khi đầu tư toàn bộ ao chuông rồi còn bạt đáy rồi xi, còn hệ thống xi phông đáy rồi hệ thống khí rồi hệ thống quạt nước, cái là mình đã mường tượng ra cái cảnh mà mình sẽ phải làm như thế chưa? Em thì chưa nghĩ ra được những cái công nghệ bio của nóc đấy, mà chỉ nghĩ là ngăn đôi ra rồi là nuôi kiểu con tôm đất nhiều quảng canh như ở đây thôi ạ. Nếu cứ để không mà không sửa sang lại theo ý đồ của chương trình thì chắc chắn là sẽ không tham gia chương trình. Những yêu cầu bắt buộc mà chuyên gia thưởng đưa ra khác xa so với những tính toán ban đầu của chị Thủy. Và nếu phải thực hiện như vậy thì số vốn 170 triệu đồng
mà chị đang có sẽ không thể đủ để đầu tư. Chị sẽ cần khoảng 600 đến 700 triệu đồng mới đủ nguồn vốn để đầu tư. Những cái để mà số vốn mà lấy ở những cái ao ngoài kia thì thực sự là nó hơi quá lớn. Tại vì là cái diện tích ở ngoài ao này nó rất là rộng, mà bọn tớ thì bây giờ bọn tôi ở đây thì lại không có khối lượng đất nhiều như thế để đắp thành chia thành các cái ô nhỏ đấy. Cho nên là... Vậy chị Thủy sẽ phải làm gì để có thể tham gia khởi nghiệp? Em muốn hỏi chuyên gia là cái vườn nhà em kia ấy, đấy, cái khoảng đất trống này thì nhà em cũng có ý định là đào trên đấy là những cái ao chia nhỏ ra đấy ạ. À, trên này tổng diện tích ở trên này là bao nhiêu? Trên này là 7 sào. 7 sào ấy. Chắc bảo. Cái mương đấy vẫn là mương của mình. Vâng ạ, mương của mình đấy ạ. Nếu bây giờ nào mà nhà em muốn là làm luôn to ra cái mương đấy luôn đấy. Làm luôn bên đấy đúng không? Dạ vâng, thì à, là em muốn làm bên đấy cũng được. Nếu làm ao trên chính những sào vườn này thì chị sẽ tiết kiệm được chi phí mua đất để tôn đáy ao. Đồng thời với diện tích 7 sào sẽ phù hợp với khả năng đầu tư của chị hơn. Chuyên gia tiến hành đến kiểm tra xem vị trí có phù hợp để thiết kế ao nuôi cho chị. Cái hướng cải tạo của chị ở cái miếng đất này là như thế nào thưa chị Thủy? Gia đình này đang có ý định là sẽ đào thành hai cái ao nổi. Thì để nuôi tôm theo công nghệ bioblock ấy ạ, tức là nót bạt với lại đầu tư siêu thâm canh ấy. Ở cái hệ thống của chị đây thì được cái là có lợi cái là hai cái mặt là chị không phải làm chính là cái ao chứa hoặc làm và cái ao xử lý này là chị xử lý nước thải là chị không phải đào. Thế còn ở đây chúng ta làm thì làm ba ao, một ao xử lý nước này, hai một ao ương và một ao nuôi. Thì mình sẽ làm một chu kỳ thôi, làm hai chu kỳ thôi chứ không phải làm ba chu kỳ nữa, là làm hai chu kỳ nuôi. Như vậy nếu làm ao nuôi tôm tại khu vườn này thì chị Thủy sẽ làm ao nổi. Toàn bộ số chuồng nuôi gia súc gia cầm sẽ phải tháo dỡ để làm ao. Theo đó, chị Thủy sẽ thiết kế làm 3 ao nuôi trên diện tích 7 sào đất này, bao gồm một ao xử lý nước khoảng 400m², một ao nuôi ươm 700m² và một ao nuôi 1.500m². Hai ao rộng 1 hecta đang có sẵn sẽ chính là các ao cung cấp nước và xử lý nước ra cho hệ thống ao nuôi mà chuyên gia Thưởng thiết kế. Với thiết kế như vậy, yêu cầu chị cần có khoảng 300 triệu đồng để đầu tư máy móc, bạt và con giống. Nghĩa là chị sẽ cần thêm khoảng 130 triệu đồng để thực hiện theo ý đồ của chuyên gia. Tuy nhiên, chị Thủy vẫn đồng ý với yêu cầu này. Thưa quý vị, ở nhà chị Thủy đây thì có một cái điều khá là thuận lợi cho chị khi mà chị muốn đào ao để nuôi tôm, đó là chồng chị Thủy thì là làm máy xúc, và trong cái nếu mà khi mà chị tiến hành đào ao thì toàn bộ cái công việc mà để đào cũng như là lấp làm bờ thì là chồng chị sẽ làm được. Chính vì vậy mà cái nguồn kinh phí để mà đào ao thì chị hoàn toàn có thể là không mất một đồng nào, chỉ cần mất một chút xăng dầu để phục vụ máy xúc để xúc thôi. Có nghĩa là trước mắt thì chị Thủy sẽ cùng bàn bạc với gia đình xem là với cái mô hình mà chuyên gia vừa tư vấn cho chị như vậy thì nó có phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình không, và chị sẽ có cái câu trả lời cho chương trình khi mà chị liên hệ với chương trình. Và khi liên hệ với chương trình rồi thì chị, nếu mà chị theo cái tư vấn của chuyên gia, chị chủ động xây dựng. Khi nào mà chị xây dựng gần xong rồi hoặc là xong rồi thì chị có thể báo cho chương trình là chương trình về kiểm tra một lần nữa. Đến lúc đấy thì chương trình mới có thể đồng ý là cho chị tham gia chương trình hay không. Và chúc chị sẽ sớm thành công với mô hình của mình. Cảm ơn chị. Cố gắng. Nhân vật tiếp theo của chương trình là anh Trần Văn Lập tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Với diện tích 1 hecta ao nuôi và số vốn đã huy động là 400 triệu đồng, anh Lập đăng ký tham gia chương trình với mô hình nuôi tôm. Ngày 14 tháng 1 năm 2018, ban tổ chức chương trình đã về khảo sát tại nhà anh lần đầu tiên. Anh đã đáp ứng được 3 trong 5 tiêu chí mà chương trình đề ra. Và ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ kiểm tra xem anh đã hoàn thiện được tiêu chí về thiết kế ao nuôi hay chưa. Nếu anh thực hiện tiêu chí này theo đúng yêu cầu của chuyên gia,
Có thể anh sẽ chính thức trở thành nhân vật của chương trình ngay từ hôm nay. Như vậy là sau gần 2 tháng từ cái ngày mà về đây khảo sát lần đầu tiên, thì bây giờ ban tổ chức chương trình khởi nghiệp về đây khảo sát lần thứ 2 tại nhà anh Lập. Thì ở đây thì có một cái sự khác biệt không hề nhỏ, đó là anh đã dọn dẹp được toàn bộ số ao theo cái hướng dẫn của chuyên gia thưởng, và tất cả ao cũng đã được lót bạt rồi. Thưa anh Lập, là trong cái thời gian qua thì anh đã phải đầu tư cái số tiền như thế nào để mình làm theo cái hướng mà các chuyên gia hướng dẫn cho mình? Dạ vâng, thì trong thời gian qua thì với số tiền cũng khoảng tầm xấp xỉ 400 triệu để đầu tư làm hết cái hệ thống này ạ. Vâng. Và điều làm chuyên gia thưởng ngạc nhiên hơn, đó chính là việc anh Lập đã chủ động thiết kế nhà phủ bạt cho ao ươm. Để đầu tư làm chiếc nhà này, yêu cầu nguồn vốn khá cao. Chính vì vậy, trong lần khảo sát đầu tiên, khi nhận thấy anh Lập đang bị thiếu vốn đầu tư, chuyên gia đã không yêu cầu anh xây dựng hệ thống nhà phủ bạt nhằm tiết kiệm chi phí cho anh. Theo chuyên gia thưởng, nhà phủ bạt sẽ giúp anh điều tiết được nhiệt độ cho ao ươm, giúp tôm phát triển tốt hơn. Cái việc mà hôm nay xuống đây thấy anh ấy dựng cái nhà lên để anh làm cái nhà để phủ bạt để cho ao ươm ấy, thì tôi rất chi là ngạc nhiên. Thì tôi muốn hỏi là thế anh nghĩ thế nào về anh lại làm cái khung nhà này? Dạ, thưa chuyên gia, thì là em cũng muốn là đẩy vụ tôm sớm lên một chút để được giá, nên em muốn làm sớm để làm thêm cái nhà mái để giữ ấm cho con tôm ạ. Rồi rồi, ok. Vâng. Bởi vì anh phải biết rằng là trong cái nuôi tôm ấy thì cái việc mà cái nhà mà ương ấy thì người ta làm để lót bạt ra, để làm lót bạt lên để làm cái hệ thống gọi là hiệu ứng nhà kính để nâng nhiệt lên cho tôm, cũng là một cái cực kỳ quan trọng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không hẳn là khi mà mình ấy không hẳn là cái nâng nhiệt đâu, mà trong cái vụ nuôi tôm ấy, vụ thứ hai chẳng hạn ấy, thì bắt đầu tháng 6 mình thả đi. Thì cái vụ đấy là rất nóng. Mà khi mà nhiệt độ tăng cao thì mình có khả năng phủ một cái lớp gọi là cái lớp chống nóng. Đấy, chống nóng để cũng mình vẫn cứ ương được tôm cái này. Thì thực tế lý do tại sao tôm nói như thế là cái việc mà mình đầu tư nó lớn. Cho nên là khi mà mình chưa nuôi được cái gì mà tự nhiên mình đầu tư nó lớn thì thôi lại không nghĩ ra cái, không hướng dẫn cái vấn đề mà để làm bạt. Trong lần khảo sát đầu tiên, vấn đề lớn nhất mà anh Lập cần phải sửa chữa đó chính là hệ thống cấp nước vào ao và xử lý nước trước khi thải ra bên ngoài. Chuyên gia thưởng đã đến khu vực cấp thoát nước để kiểm tra xem anh đã thực hiện như thế nào sau những góp ý đó. Tôi muốn hỏi anh đã xử lý như thế nào để khi mà đưa để cho thuận tiện nhất. Dạ. Vâng, thì như trước chuyên gia có cho em hai hướng để giải quyết. Một là sẽ xử lý đường ra riêng vào một ao. Hai là phải có một cái ao để lấy nước đường vào riêng. Thì em đã chọn hướng thứ hai là múc riêng một cái ao ra để lấy nước nắng vào riêng ở bên kia. Phải lưu ý với anh Lập này. Thứ nhất là khi mà anh thải ra thì anh phải chốt cái cống đầu kia lại. Dạ vâng. Chốt cái cống lấy nước vào lại. Dạ vâng. Không để cho nước khi mà anh thải ra nước thì anh chỉ có trong cái vùng của mình thôi. Dạ. Khi mà nó lấy nước của nó lắng đọng trong lửa tháng thì anh mới có thể chuyển ra ngoài được. Dạ. Chứ anh không thể đưa trực tiếp ra ngoài nuôi. Thế còn tốt nhất của anh ấy là khi anh đẩy hệ thống này, bởi vì anh có hệ thống nuôi quảng canh riêng. Dạ. Đấy, thì anh sẽ đẩy cái nguồn nước này của anh ra ngoài này, xong rồi từ cái nguồn nước của anh đẩy ra cái hệ thống nuôi quảng canh của anh đấy. Dạ. Thì nó một cũng là cung cấp toàn bộ cái thức ăn tự nhiên còn lại sót lại. Dạ. Cho ao nuôi tôm quảng canh của mình. Có nghĩa là thưa quý vị, ngoài cái việc mà anh Lập anh mới chỉ làm một cái cống ở đây ý, thì ở phía đằng xa kia ấy thì anh phải làm thêm một cái cống nữa để cái nguồn nước sau khi được đào thải ra cái ao riêng này thì sẽ ngược về phía kia để tiếp tục để nuôi cái tôm quảng canh. Thì chắc là sau cái buổi tư vấn ngày hôm nay thì anh sẽ phải thực hiện thêm một cái cống nữa như chuyên gia vừa tư vấn ở đằng kia. Cái đấy là khi mình xử lý hết rồi mình mới lọc qua. Tiếp đến là việc kiểm tra cụ thể từng ao nuôi. Các ao nuôi đã được làm phẳng bờ, lót bạt và bố trí máy sục theo đúng ý đồ của chuyên gia thưởng. Nhưng lúc này, chuyên gia lại tính đến một yếu tố khác. Đó chính là độ cao của bờ, liệu có đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão hay không. Mình thấy cái cao trình của mình mà lúc cái mùa nước nước mà ngập nhất
Dạ. Để mình xây dựng thôi. Chứ còn nếu như mà cái mà mình không có kinh nghiệm mà mình xây cái mức nước mà cái mùa nước nó cao quá để nó ngập bờ thì cái đấy là cái rất cực kỳ là nguy hiểm. Dạ vâng. Vậy thì thưa anh Lập, là khi mà anh đào ao và làm bờ như thế này thì là anh tính toán như thế nào để đảm bảo là vào cái mùa nước thì là nước nó sẽ không bị dâng lên để ngập bờ của mình? Tính toán đến cái bờ này, cái độ cao này thì là cũng là tương đối, chỉ có sợ là bão thôi. Thì khi bão thì khu đầm nhà em đây xung quanh đều có một bờ vây cao hết. Vâng ạ, em vây cao hết cả bên kia, nhưng đây đến chỗ này còn một đoạn này nữa thì em đang để đường để đi vật liệu vào. Sau khi vào xong thì em cũng nên cao hết ạ. Như vậy, trong lần khảo sát thứ hai này, mặc dù hệ thống ao đã được hoàn thiện vượt quá yêu cầu của chuyên gia thưởng đề ra, tuy nhiên anh Lập lại chưa thể giải quyết triệt để hệ thống cấp thoát nước cho toàn bộ ao nuôi. Điều này có thể khiến anh Lập sẽ chưa thể trở thành nhân vật của chương trình khởi nghiệp, hoặc thậm chí là không được tham gia chương trình khởi nghiệp. Sau cái lần khảo sát lần này thì chuyên gia đã có thể chấp nhận để anh ấy tham gia chương trình khởi nghiệp hay chưa? Để anh ấy xử lý các cái nội dung công việc mà cần làm ấy thì đến hôm nay là anh ấy chưa xử lý. Vâng. Triệt để 100%. Vâng. Nhưng mà tôi vẫn quyết định là cho anh tham gia cái chương trình khởi nghiệp. Dạ. Đấy, nhưng khi bắt đầu thả giống đoàn xuống thì tất cả những cái vấn đề hôm nay tôi nói anh phải giải quyết hết. Dạ vâng. Đấy, cho anh cái cửa mở như thế để anh nắm được về đây luôn. Dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn chuyên gia. Chúc mừng anh. Dạ. Tôi nói một lần, có nghĩa là cái vấn đề mà sai sót cái gì thì tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Chứ còn không đến lần thứ hai. Đến lần thứ hai thì chắc chắn là cái hộ đấy sẽ không được tham gia chương trình. Bởi vì quan điểm của tôi ấy là cơ hội của mỗi người thì mỗi người tự làm lấy. Thế còn nếu như không tự làm lấy thì thôi để cơ hội cho người khác. Đúng. Đấy là cái chắc chắn. Có nghĩa là bây giờ anh cứ tính toán kỹ xem là cái ngày nào chúng ta sẽ nhập giống chính xác, và sau đó sẽ thông báo trước cho ban tổ chức chương trình khởi nghiệp 2 ngày. Dạ vâng. Để chúng tôi sẽ sắp xếp về kiểm tra chất lượng con giống cũng như là những cái lượng công việc mà anh làm trong những ngày tới. Dạ. Đầu năm trở thành một nhân vật của chương trình khởi nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng chung dạ, vâng. cho anh Lập sẽ là một cái nhân vật tham gia chương trình khởi nghiệp đầy ắp sự thành công đối với cái mô hình nuôi tôm của anh. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Như vậy, anh Lập đã chính thức trở thành một nhân vật của chương trình khởi nghiệp. Một chàng trai trẻ từng tốt nghiệp đại học thương mại nhưng đã từ bỏ danh vọng để quay về làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Sức trẻ đầy nhiệt huyết và sự tận tâm của các chuyên gia khởi nghiệp, anh có thể sẽ là một nhân vật khởi nghiệp đạt thành công rực rỡ trong năm 2018. Nhân vật tiếp theo của chương trình là anh Vũ Đình Môn, địa chỉ tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Với diện tích 6.000m² và nguồn vốn 150 triệu đồng, anh Môn cũng đăng ký tham gia chương trình với mô hình nuôi tôm. Anh Môn sinh năm 1963, đến nay đã có 20 năm kinh nghiệm nuôi tôm. Trong đó có 15 năm nuôi tôm quảng canh và 5 năm còn lại nuôi tôm công nghiệp. Thế nhưng chừng ấy năm kinh nghiệm đến nay, anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc phòng trừ dịch bệnh cho con tôm của mình. Tức là bây giờ nếu mà nói mà nuôi công nghiệp và ra được thành phẩm con tôm thương phẩm thì nó cũng rất cực kỳ là khó khăn. Tức là tại sao? Bởi vì nói bây giờ tôi nói ngay từ nắng nãy, tức là về cái môi trường và chất lượng con giống. Có lẽ chính vì yếu tố này mà 5 năm trước, anh đã không ngần ngại đầu tư đổ bê tông toàn bộ hệ thống đáy ao và bờ của 3 chiếc ao nuôi. Anh đã đăng ký tham gia chương trình để nuôi tôm theo đúng quy chuẩn Bioflux nhằm nâng cao hiệu quả. Tôi nói nếu như 1.000m² thì tôi thu cỡ 2 tấn. Bây giờ tôi muốn là sao mà đưa lên đằng nào cũng cái công của mình và cái tiền mình đầu tư ra. Đấy thì mình muốn là sao là để cho nó hiệu quả nó cao.
đấy, và cái ngày công mình lao động nó cao lên, thì muốn là để tham gia cái chương trình khởi nghiệp, để là chương trình khởi nghiệp giúp cho cái kỹ thuật cao hơn nữa đấy, và cái mô hình để làm cho nó có cái quy củ hơn nữa. Ban tổ chức sẽ thực hiện khảo sát nông hộ này dựa trên 5 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên về vị trí. Khu nuôi tôm của anh Môn nằm trong diện quy hoạch nuôi trồng thủy sản của địa phương. Vì vậy, chuyên gia thưởng đồng ý để anh Môn đạt tiêu chí này. Tiếp theo là tiêu chí về thiết kế ao nuôi. Thưa quý vị, với tổng diện tích là 6.000 m², thì anh Môn đã chia làm 4 ao nuôi. Và hiện tại thì 4 ao thì đều đang trong tình trạng chờ ban tổ chức chương trình khởi nghiệp về để tư vấn để anh sửa chữa cải tạo lại. Và ở đây thì ngày hôm nay thì chuyên gia thưởng sẽ về để tư vấn cho anh Môn xem là với cái mô hình của anh thì cần phải sửa chữa ở những cái điểm như thế nào. Bởi vì khi mà chương trình xuống đến đây thì qua cái sơ bộ đánh giá chung ấy thì tất cả các ao của anh thì anh đã đổ bê tông hết xung quanh rồi. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ hiện nay nếu như còn thiếu sót cái gì thì chương trình sẽ hỗ trợ anh để anh hoàn thiện hết cái ao nuôi để anh có thể tham gia được cái chương trình hay không. Chuyên gia thực hiện việc kiểm tra các ao nuôi của anh Môn và ngay lập tức đã phát hiện được những hạn chế trong hệ thống ao nuôi này. Bạt lót đáy ao bị phồng lên, độ sâu của ao vượt quá quy định. Anh cần phải sửa chữa lại để tạo thuận lợi hơn cho việc nuôi tôm. Tôi sẽ nâng cao lên, tức là 1 mét nữa, tức là so với cái mặt nước bình thường, cao hơn mặt nước bình thường. Rồi. Tức là để mình tránh cái khí đẩy của dưới lên. Rồi. Vì tại sao trước tôi nót bạt này rồi, bây giờ tôi nâng cao nữa, tức là bây giờ là mình muốn là trước nót bạt này cái hiệu quả nó chỉ nói ví dụ như là nó 1.000 m nó chỉ được khoảng 2 tấn, nhưng mà tôi muốn là đưa cao lên thì hiệu quả nó cao hơn nữa thì nó phải đạt cái khoảng là 3 tấn cơ, đấy thì mình mới nâng lên để cái hiệu quả nó cao hơn. Khi anh nói thế thì tôi sẽ cho anh một cái ý tưởng luôn là cái vấn đề mà ao 7.000 m² này ấy, thì ở tại ao này mình sẽ ngăn làm 2 ao, mà khi mà 2 ao đấy thì mình sẽ làm cái cấp độ là nuôi 3 cấp độ, 3 cái module. Cái thứ nhất là ương lần thứ nhất, xong rồi sang lần thứ hai, xong sang lần thứ ba. Mà cái ao này là nguyên vị, anh chỉ lưng đáy lưng bờ lên là xong thôi. Đấy. Còn ao bên này thì anh lưng đáy lên xong, đồng thời anh ngăn 3 ao. Thì cái thứ nhất là cái ao này nó rơi vào 1.700 m², thì cái ao kia nó rơi vào tầm độ 6, tính độc trong lòng không, nó rơi vào tầm 600 m², 600 m² đến 700 m² là ao thứ nhất. Thế xong còn ao thứ hai là 1.000. Đấy, xong 1.000 thì anh sẽ đẩy sang ao thứ ba này, là toàn bộ cái ao 1.000 đấy, được cái kết quả của ao 1.000 này, xong anh đẩy toàn bộ sang ao này. Rồi. Đây là 3 cái cách là anh sẽ chuyển toàn bộ cái số tôm là anh cứ nuôi chu kỳ vào ao. Ao thứ nhất xong phát ăn chuyển sang ao thứ hai thì anh đã dọn được ao thứ nhất này rồi. Thế khi ao thứ hai bắt đầu chuẩn bị thì sang bên này thì anh lại bắt đầu ương được ao thứ nhất này rồi. Có nghĩa là một chu kỳ của anh nuôi thấp nhất được 2 đến 3 vụ, nếu như anh làm tốt mà tính toán tốt các cái thời điểm rơi thì anh sẽ làm được 3 vụ một năm. Nhà có máy phát mà. Tuy nhiên nếu thực hiện theo ý đồ của chuyên gia thì toàn bộ hệ thống bờ mà anh Môn đã đổ bê tông sẽ phải tháo dỡ và xây dựng lại để đảm bảo độ bền về lâu dài. Anh phải đào hết, bởi vì nếu như không thì sau này nó sẽ thủng hết các cái chân bờ đây đi. Đấy, cho nên là các cái anh muốn chăn cái bờ này từ bên kia thì 2 cái rạch bê tông này của anh phải vá hết đi. Anh phải hết cái chân bờ đi, xong anh đắp bờ từ bên nọ sang bên kia, xong anh làm lại từ đầu, như thế thì nó mới ổn cho anh được. Tuy nhiên là trong cái ao của anh ấy thì nếu tháo dỡ và làm lại, chi phí sẽ nảy sinh so với tính toán ban đầu của anh Môn. Liệu anh Môn có đồng ý với yêu cầu của chuyên gia? Riêng thì tôi nói một cái ao này đã, thì tức là mình nâng lên 1 mét thì tức là nó tầm khoảng 1.500 m³, thì mình dự tính cho nó cơ khoảng 30 triệu. Nếu còn là mình xây bờ ngăn tiếp nữa và xây bờ cao lên nữa thì tôi đang tính cho nó cơ khoảng là 60 triệu. Thì một ao này đấy là một ao thôi, cái còn như chuyên gia tham gia nữa là tiếp ao này nữa thì đấy là thành hệ thống 3 ao, tức là từ ao ương xong chuyển sang ao thứ hai và sang ao thứ ba, thì tôi cho rằng cái việc đó nó không đến 100 triệu, thì tôi cảm thấy rằng nó là không vấn đề gì cả. Vâng, đối với tôi vâng hợp ý và ý mình. Có lẽ anh Môn sẽ thực hiện theo tất cả những tư vấn của chuyên gia để nâng cao năng suất và sản lượng tôm. Tuy nhiên, đến khâu cấp và những bất đồng quan điểm đã nảy sinh. Thì tức là cái hệ thống thoát nước của tôi đã tính rồi. Tức là mình chuyển sang cái kênh bên kia cơ.
đấy, tức là qua cái dây mình bắt ống to nên là chuyển sang đây mình đã làm bao nổi rồi mà tự tháo mà thì nó đẩy sang cái kênh kia, tức là không liên đới với cái kênh cơm nước này. Không đấy. Cái vấn đề ở đây này không phải là cái vấn đề không liên đới mà cái vấn đề ở đây ấy, là khi mà trong cái ao nuôi của mình ấy, thì cái bùn thải anh phải biết là cái phân tôm với bùn thải nó là quá lớn. Thế mà anh đưa sang ngoài kia thì nó sẽ ô nhiễm hết cái vùng bên cạnh kia. Thì nếu mà chương trình đề ra này không chấp nhận được. Cái vấn đề là không phải là vệ sinh cho mình mà đây là vệ sinh cho toàn bộ khu vực nuôi của mình. Rồi. Chứ không phải là vấn đề độc mình độc làm không. Mà cái vấn đề ở đây là anh phải làm một cái xây dựng một mô hình chung cho tất cả mọi hộ tham gia đều phải làm như thế. Rồi nhất trí rồi. Đấy. Nên là mình đấy, có nghĩa là khi đấy là vấn đề môi trường là quan trọng nhất chứ không phải là mình đẩy khỏi cái khu vực này. Em nói với anh cái nước dâng lên thì quảnh đi còn lại thủy triều lên thì chiều xuống cuối cùng nó vẫn đập vào đường mình thôi. Nó chả là cái gì cả. Đây là cái đây là đường chắc chắn rồi. Theo đó, chuyên gia Thưởng tiếp tục kiểm tra hệ thống mương cấp nước vào ao của anh Môn. Anh Môn cũng đã có những dự tính về việc nạo vét. Tuy nhiên, chuyên gia đã có thêm những góp ý để hệ thống cấp thoát nước được đảm bảo hơn trước khi cấp nước vào ao lắng. Cái có hai cái cách mà anh phải làm ấy là cái cách thứ nhất là anh vệ sinh, anh coi cái đường rộng này từ đoạn kia về đây cho khu mình nó ngon lành hết tí. Cái này cũng là cái khu của mình hết à? Vâng. Bên này ruộng bên này. Ruộng này của mình ấy. Đấy. Thế thì mình làm sao mà mình đẩy rộng cái khu này, gạt hẳn khu này nên đắp hẳn cái bờ kia ra, thì làm cái khu này khu lắng xong nó chảy vào cái áo kia của mình là thoải mái. Có cái mình đẩy rộng cái khu của mình thoải mái đấy. Rồi. Có hai cách như mình làm đấy. Theo đó, anh Môn cũng nhất trí đào thêm một ao xử lý nước trước khi thải ra bên ngoài. Đào kênh. Rồi. Đấy. Như vậy hệ thống ao nuôi của anh Môn cần sửa chữa như sau: ngăn ao lớn thành một ao ươm và một ao nuôi, nâng đáy, sửa lại bờ, phủ bạt các ao nuôi, đào thêm ao xử lý nước thải, nạo vét mương cấp nước. Theo tính toán của chuyên gia Thưởng và anh Môn thì việc sửa chữa và tu bổ ao nuôi tôm này yêu cầu nguồn vốn khoảng hơn 100 triệu đồng, trong khi anh Môn đã có 150 triệu đồng tiền vốn. Anh đạt thêm tiêu chí về nguồn vốn. Tiêu chí về nhân lực cũng được chuyên gia Thưởng chấp nhận khi anh và vợ anh cùng thực hiện nuôi tôm. Về tiêu chí chất lượng nguồn nước sẽ được chuyên gia kiểm tra trong buổi khảo sát lần thứ hai. Có nghĩa là ngày hôm nay thì chưa thể để anh trở thành một cái nhân vật của chương trình nghề nghiệp được. Vâng. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là anh sửa chữa, tu bổ cái mô hình của mình theo cái tư vấn của chuyên gia Thưởng như thế nào. Và sau khi anh tu bổ xong thì anh sẽ gọi điện thoại lại cho chương trình về kiểm tra một lần nữa theo đúng cái tư vấn của chuyên gia Thưởng. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái quyết định rõ ràng là anh có trở thành một cái nhân vật của chương trình khởi nghiệp hay không. Và chúc anh sẽ sớm thành công. Cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chuyên gia Thưởng.